Mỗi tình ngang trái của nữ Hoàng Anh với chàng thị vệ sau hơn một năm xa cách họ đã gặp lại nhau. Vậy là sau hơn một năm xa cách, nữ Hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và hoàng thân Philip đã được gặp lại nhau ở chốn bình yên khác. Bên nhau 74 năm, cố nữ Hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và cố hoàng thân Philip đã cùng nhau chứng kiến nhiều biến đổi của xã hội Anh. Họ sánh bước bên nhau qua các khủng hoảng trên thế giới, bao gồm cả Thế chiến thứ hai, dịch Covid-19, Giờ đây cả hai đã qua đời nhưng câu chuyện tình yêu của họ sẽ còn mãi. Một người là nữ hoàng kế vị, một người là hoàng tử lưu vong, không bằng dân thường. Hoàng thân Philip và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1934 tại một lễ cưới hoàng gia. Khi đó bà Elizabeth đệ nhị mới 8 tuổi, còn ông Philip 13 tuổi. Đến mùa hè năm 1939, Cả hai có cơ hội gặp lại khi Elizabeth đệ nhị và em gái Margaret có chuyến du lịch cùng bố mẹ tới trường học viện Hải quân Hoàng gia Britannia, nơi Philip đang trong quá trình đào tạo sĩ quan. Về ngoài bảnh bao cùng đôi mắt xanh của Philip đã khiến nàng công chúa cảm nắng và lúc này cả hai mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Không lâu sau đó, Thế chiến thứ hai nổ ra. Hoàng tử Philip phục vụ trong hải quân hoàng gia, còn nàng công chúa Elizabeth để nhị phải di chuyển từ cung điện này sang cùng tiền khác để tránh bom. Dẫu vậy cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau hàng tuần. Kết thúc chiến tranh, Philip quay trở lại London. Cuối mùa hè năm 1946, chàng trai 25 tuổi cầu hôn nàng công chúa nước Anh. Không đợi sự đồng ý của bố mẹ, Elizabeth đệ nhị đã gật đầu đồng ý. Ban đầu hoàng gia không ưng bụng mối hôn sự này bởi Elizabeth đệ nhị vốn là con cả của hoàng đế George VI, người kế nhiệm của vua cha. Trong khi đó, Philip lại mang trong mình dòng máu hoàng tổng Hy Lạp và Đan Mạch. Nhưng khi lên 9 tuổi, gia đình ông bị trục xuất khỏi Hy Lạp và buộc phải sống lưu vong sau một cuộc nổi loạn. Tuy mang danh hoàng tử nhưng lại không có địa vị, cộng thêm việc ba người chị em gái kết hôn với quý tộc Đức khiến hoàng thân Philip càng trở nên thất thế. Và dĩ nhiên không ai có thể đồng ý để một nữ hoàng kế vị lấy một vị hoàng tử hết thời cả. Thậm chí thời điểm đó còn có một số tin đồn, Hoàng gia Anh sẽ giới thiệu đấng phù quân khác để phù hợp hơn với người kế nhiệm tương lai. Thế nhưng khoảng cách về chính trị hay thân thế không thể đánh gục được tình yêu của họ. Vượt qua sóng gió, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 11 năm 1947, ngay sau sinh nhật thứ 21 của công chúa Elizabeth đệ Thế nhưng trước đám cưới, bản thân Philip cũng phải từ bỏ tước vị Hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch, được vua George 6 phong làm công tước xứ Edinburgh. Ngoài ra, ông còn phải cải đảo từ chính thống giáo Hy Lạp sang Anh giáo. Hai ngày sau đám cưới, hoàng thân Philip bỏ thuốc lá ngay lập tức và không gặp khó khăn nào vì ông biết Elizabeth Đệ Nhị từng đau khổ rất nhiều do vua cha nghiện thuốc. Cô ấy không phải thay đổi điều gì, còn Philip, mọi thứ của ông đều thay đổi. John Dean, một người kể cẩn cặp đôi từng nói. Ngày 2 tháng 6 năm 1953, Elizabeth Đệ Nhị chính thức lên ngôi nữ hoàng, Lúc đó, Philip chỉ vừa được thăng hàm chỉ huy trong Hải quân Hoàng gia. Điều này có nghĩa là phần thú vị nhất của sự nghiệp Hải quân mới chỉ bắt đầu. Nhưng rồi, ông đã ngừng lại sự nghiệp Hải quân của mình ở tuổi 30 để hỗ trợ vợ. Và kể từ đó, người dân mọi nơi trên thế giới đều thấy hoàng thân Philip đi sau nữ hoàng trong tất cả những cuộc họp, những buổi thuyết trình, những chuyến viếng thăm. Còn với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, phu quân là sức mạnh và là chỗ sửa của bà. Theo các sử gia, nữ hoàng từng nhấn mạnh nhiều lần nếu bà là người đứng đầu đất nước, thì ông Philip sẽ là người chủ của gia đình. Tuy nhiên, không có cuộc hôn nhân nào là không có sóng gió, đặc biệt là trong những năm đầu hôn nhân, hoàng thân Philip luôn được yêu cầu phải thì sao vợ, hay trong mọi vấn đề ông đều phải đứng trong bóng tối. Dẫu vậy, ông chỉ thực sự nổi giận một lần trong đời. Tôi là người đàn ông duy nhất trên đất nước này, không được phép sử dụng tên họ cho các con của mình. Sau cái chết của nữ hoàng Mary và sự từ chức của Thủ tướng Anh Winston Churchill, nữ hoàng Elizabeth II đã yêu cầu một sự thay đổi để tôn vinh chồng. Cụ thể, mặc dù vương tộc có tên là Windsor, nhưng một sắc lệnh ban hành vào năm 1960 cho phép hậu duệ nam giới của Elizabeth để nhị và hoàng thân Philip nếu không phải là phương tử và công chúa của vương quốc Anh thì sẽ mang họ Mountbatten Windsor của Philip. Tuy nhiên, công chúa con gái duy nhất của nữ hoàng Elizabeth để nhị và hoàng tử Philip cũng đổi sang họ màu và thần Windsor của bố trước khi kết hôn. Thế cũng đủ thấy, dù có là nữ hoàng được triệu người nệ phục, nhưng trong lòng bà Elizabeth để nhị, chồng bà mới là người đáng được tôn kính nhất dù ông chỉ là một chàng thị vệ. Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm ngày cưới, Hoàng thân Philip từng tiết lộ bí quyết hạnh phúc hôn nhân, đó chính là lòng khoan dung. Điều đó có thể không quá quan trọng khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng nó tuyệt đối quan trọng khi mọi việc trở nên khó khăn, ông Philip nói. Hơn 7 thập kỷ đồng hành bên nhau, hai người có với nhau bốn người con, chín cháu và tám chất. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, hoàng thân Philip qua đời. Tuy bề ngoài, cố nữ hoàng tỏ ra cứng rắn, nhưng sự ra đi của chồng đã để lại khoảng trống lớn trong lòng bà và vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, nữ hoàng Anh Elizabeth để nhỉ chút hơi thở cuối cùng. vậy là sau hơn một năm xa cách, giờ đây họ đã được gặp lại nhau ở một nơi bình yên khác.